Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình tối nay thứ năm ngày 8 tháng 7 có những nội dung đáng chú ý. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại Bà Rịa Vũng Tàu kết thúc an toàn, nghiêm túc. Đảm bảo cung cấp điện ổn định cho phòng chống dịch Covid-19 và hoạt động sản xuất kinh doanh tại Bà Rịa Vũng Tàu không bị gián đoạn. Đồng loạt xét nghiệm sàng lọc Covid-19 nhanh, cửa ngõ vào Bà Rịa Vũng Tàu đã thông thoáng. Bộ Y tế họp trực tuyến ra soát thảo luận về công tác phòng chống dịch Covid-19 với 5 tỉnh khu vực Đông Nam Bộ. Bà Rịa Vũng Tàu đã có 6 trên 8 huyện, thị thành có ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, ghi nhận về tình hình dập dịch tại các địa phương. Trong phần tin thế giới, nhiều quốc gia lo ngại sự xâm nhập của biến thể Delta. WHO cảnh báo các nước thận trọng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, hôm nay 8 tháng 7, các thí sinh trong tỉnh tiếp tục hoàn thành hai bài thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 là môn ngoại ngữ và một trong hai tổ hợp môn khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội. Kỳ thi cũng đã kết thúc trong an toàn, nghiêm túc, đúng quy trình. Trong ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông cuối cùng 8 tháng 7, hầu hết các thí sinh đều đến điểm thi đúng giờ với tâm trạng thoải mái, tự tin sau khi đã hoàn thành hai môn thi toán và văn vào hôm qua 7 tháng 7. Tại các điểm thi, bên cạnh việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, hoạt động phòng dịch COVID-19 luôn được chú trọng. Sở Giáo dục và Đào tạo Bà Rịa Vũng Tàu liên tục bám sát thông tin từ ngành y tế để rà soát phân loại thí sinh và lực lượng coi thi. Kết quả rà soát qua 2 ngày thi, toàn tỉnh có 3 thí sinh F1, gần 200 thí sinh thuộc diện F2 và gần 200 thí sinh thuộc diện F3. Các thí sinh thuộc diện F1, F2 đã được cách ly theo quy định và sẽ được bố trí thi vào đợt 2 nếu đủ điều kiện và sức khỏe. Các thí sinh F3 được bố trí phòng thi riêng tại mỗi điểm thi. Lực lượng làm nhiệm vụ thi có 6 người thuộc diện F2 và 16 người thuộc diện F3. Tất cả được cách ly theo dõi tại nhà và Sở Giáo dục Đào tạo đã bố trí ngay lực lượng thay thế. Trong 2 ngày qua có những cái biến động thì chúng tôi cũng đã cho những em mà có liên quan thuộc diện F3 là bổ sung vào các phòng thi riêng. Đó, các phòng thi riêng đó thì một số giáo viên phải mặc đồ phòng hộ để canh thi. Thì lực lượng giáo viên của chúng tôi vẫn thấy rằng mặc dù là có khó khăn trong cái vấn đề canh thi trong cái bộ đồ bảo hộ đó, nhưng vẫn thấy rằng trách nhiệm của mình để đảm bảo cho các em có thể tham gia tốt kỳ thi đợt này. Tôi cũng tin tưởng về chính quyền và địa phương của tỉnh mình đã sẽ đảm bảo trong cái mùa dịch để cho các cháu thi được tốt đẹp hơn. Nên tôi tin tưởng vậy nên tôi cũng ủng hộ để cho cháu nó thi một cách tốt đẹp. Không có cái gì mà phải băn khoăn lo lắng. Những trường hợp đặc biệt thì người ta có lưu ý riêng và nói chung kết quả thi và an ninh tất cả các hoạt động đều tốt. Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có 930 thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ do đã đạt được chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo. Điều này đồng nghĩa với việc Bà Rịa Vũng Tàu có 930 thí sinh đạt điểm 10 môn thi ngoại ngữ. Kết thúc 2 ngày thi, hầu hết các thí sinh đều chung nhận định đề thi dễ hơn so với đề thi minh họa của Bộ Giáo dục Đào tạo. Nội dung chủ yếu nằm trong chương trình đã được ôn thi, nhưng vẫn có tính phân loại đáp ứng cả hai mục tiêu xét tốt nghiệp và xét tuyển sinh đại học cao đẳng. Em thấy năm nay đề thi vừa sức với tụi em. Đề thi nằm trong cái cơ sở mà trường ôn cho tụi em. Sau 2 ngày trải qua các môn thi thì bây giờ em đã cảm thấy thở phào nhẹ nhõm được rồi và em khá hài lòng với bài thi của em ạ. Trong 2 ngày thi qua em đã làm hết bài thi em đã làm và cảm nhận của em là các bài thi sát với thực tế. Theo báo cáo của Sở Giáo dục Đào tạo, ở môn thi vật lý, toàn tỉnh có 134 thí sinh vắng, môn lịch sử vắng 91 thí sinh, môn hóa vắng 136 thí sinh, môn địa lý vắng 88 thí sinh, môn sinh vắng 132 thí sinh, môn giáo dục công dân vắng 68 thí sinh và môn ngoại ngữ vắng 211 thí sinh. Trong 2 ngày thi, toàn tỉnh không có trường hợp thí sinh và giám thị vi phạm quy chế thi. Thưa quý vị, đảm bảo nhu cầu sử dụng điện cho công tác phòng chống dịch COVID-19, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa triển khai chương trình cắm trại tập trung.
Chương trình này 65 lãnh đạo và nhân viên của công ty làm việc xuyên suốt, kể cả ăn nghỉ ngay tại công ty để đáp ứng yêu cầu vận hành nguồn điện liên tục. Không chỉ kịp thời cung ứng điện cho hoạt động phòng chống dịch, sinh hoạt của người dân thời điểm này, mà công ty còn đặt mục tiêu không để hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh bị gián đoạn do hệ thống điện. Cắm trại tập trung còn là cách ngăn ngừa nguồn bệnh xâm nhập vào công ty, vì tất cả lao động đã ở lại một chỗ, không tiếp xúc với bên ngoài. Thực hiện chương trình cắm trại tập trung, 65 lãnh đạo và nhân viên công ty cổ phần nhiệt điện Bà Rịa được bố trí ở lại công ty để làm việc xuyên suốt, đảm bảo vận hành an toàn liên tục hệ thống điện. Chương trình triển khai vào ngày 4 tháng 7, lực lượng vận hành và sửa chữa đều ở lại công ty, cũng là nhằm ngăn chặn nguồn bệnh xâm nhập. Do cái tình hình hiện nay là tình hình Covid dịch diễn biến rất là phức tạp, nên thực hiện cái chỉ đạo của giám đốc cũng là các ban ngành thì anh em bản thân rất là cảm thấy việc dấu đấy trực đó là rất là cần thiết để mà phòng chống dịch hiệu quả trong cái thời gian này. Với cái tinh thần anh em trong này rất là nhiệt tình, chấp hành tốt công việc để mà đảm bảo cái phát điện liên tục trong an toàn trong cái thời gian phòng chống dịch đây, cũng như là cấp điện cho các cái phụ tải của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ở lại công ty do áp lực công việc cao, đành phải xa gia đình vài ngày, nhưng với sự quan tâm của lãnh đạo công ty, bố trí sinh hoạt ăn nghỉ hợp lý, nên tất cả người lao động đều thấy thoải mái, yên tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Được sự quan tâm của lãnh đạo nhà máy thì anh em là vào đây để cắm trại, thì bản thân em là một cái người công nhân là của ngành điện thì được vào đây cắm trại để sản xuất, đảm bảo cung cấp điện liên tục cho hệ thống điện quốc gia và phòng chống dịch Covid-19. Đó là một cái vinh dự, và tuy nhiên vẫn có những cái khó khăn, ví dụ như xa gia đình, rồi có những cái sinh hoạt cá nhân nó có những cái nó không phù hợp với khi mình ở nhà, nhưng mà đó là những cái điều mà bản thân sẽ tự khắc phục được những cái đó để mình hoàn thành tốt cái nhiệm vụ. Công ty cổ phần nhiệt điện Bà Rịa có 10 tổ máy vận hành ở cả 3 chế độ dầu khí, hỗn hợp dầu và khí. Bình quân mỗi năm, công ty sản xuất và hòa lên lưới điện quốc gia gần 1,5 tỷ kWh, góp phần đảm bảo nguồn an ninh năng lượng quốc gia, cũng là đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn và liên tục cho cả tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Sau khi các địa phương trong cả khu vực Đông Nam Bộ cùng đồng loạt triển khai việc xét nghiệm sàng lọc và kiểm tra giấy xét nghiệm nhanh dịch COVID-19, tình trạng ùn ứ phương tiện và người ra vào tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã được giải tỏa. Trên quốc lộ 51, cửa ngõ ra vào tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng là cửa ngõ vào cụm cảng Cái Mép Thị Vải và các khu công nghiệp hôm nay, 8 tháng 7, giảm đáng kể. Tình hình dịch bệnh cũng được kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả hơn. Sáng nay ngày 8 tháng 7, tại chốt 1, chốt kiểm tra y tế người điều khiển phương tiện là xe tải trên quốc lộ 51 vào Bà Rịa Vũng Tàu. Dù lượng phương tiện nhiều nhưng dừng đổ không lâu, không ùn ứ kéo dài như những ngày trước đó. Theo lực lượng chức năng tại chốt kiểm tra y tế, hầu hết tài xế, phụ xế đều đã có sẵn giấy xác nhận xét nghiệm COVID nên việc kiểm soát rất nhanh. Chỉ có một số ít cần xét nghiệm vì chưa có giấy hoặc giấy xác nhận kết quả xét nghiệm đã hết hạn. Vận chuyển thuốc Tây từ Sài Gòn đến thành phố Vũng Tàu, hầu như là tuần nào cũng phải có đi. Nói chung là ở đây phục vụ tốt, là nhanh lẹ, không có thủ tục, không có phức tạp. Bây giờ nếu như là mình nói như theo bản thân mình thì mình thấy là vì mình là thường xuyên di chuyển và mình là tài xế thì nên chuẩn bị cái giấy âm tính này cho đầy đủ. Thứ nhất là việc sức khỏe của mình và thứ hai là việc cộng đồng, và khi đến đây nó sẽ thuận lợi hơn trong việc khai báo. Đối với những trường hợp phải thực hiện xét nghiệm tại chỗ, các thành viên tổ kiểm tra y tế hướng dẫn đưa xe vào bãi, tránh tình trạng đậu quá lâu trên đường và tập trung đông người. Quy trình xét nghiệm và thủ tục trả kết quả cũng tiến hành rất nhanh, nên chưa đầy 30 phút, người và xe đã có thể lưu thông nếu có kết quả xét nghiệm âm tính. Chúng tôi có liên hệ với một cái bãi giữ xe ở kế bên, tức là cái trạm kiểm soát. Nhưng thời điểm ban đầu thì chủ tức là cái bãi thì có đồng ý, sau này thì có tức là đổi ý và thu tiền, nhưng quá trình tức là chúng tôi cũng thuyết phục. Vì tức là cái công tác phòng chống dịch chung, cho nên thì đề nghị tức là cái chủ bãi hỗ trợ cho cái lực lượng để là đưa cái xe
tải thùng này bước vào tức là các cái bãi này để tránh cái ùn tắc giao thông. Tại chốt kiểm tra, loại phương tiện là xe ô tô con, xe và người cũng được giải phóng khá nhanh do mọi người đã chuẩn bị sẵn giấy xác nhận kết quả xét nghiệm COVID-19. Đáng ghi nhận là có 2 trường hợp lực lượng chức năng nghi ngờ sử dụng giấy chứng nhận giả vì là bản scan. Sau khi kiểm tra phát hiện toàn bộ giấy tờ này, giấy chứng nhận này là bản scan. Em có liên hệ trực tiếp với đồng chí trưởng khoa của bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành. Thì họ trả lời là tất cả bản xét nghiệm của họ, chứ xét nghiệm họ thì đều là chữ ký sống và mộc dấu tươi. Chứ tất cả các bản scan đều là bản chắc chắn là không phải của họ. Họ cấp. Thì bây giờ đang cho tài xế làm tường trình đã rồi để sau đó mời công an Phú Mỹ ra để kiểm tra. Với 2 trường hợp này, cảnh sát giao thông liên lạc với công ty của tài xế và được biết công ty giữ lại bản gốc, chỉ đưa cho tài xế bản scan. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn không đồng ý và yêu cầu công ty cử người mang đến bản gốc cho cơ quan chức năng. Hiện nay là bọn tôi kiểm tra cái giấy xét nghiệm nhé. Là trên đường bọn tôi kiểm tra, anh đưa bản scan, làm sao tôi biết được bản đấy là bản thật hay bản giả? Mà anh lại lưu bản gốc của công ty rồi anh trả bản scan cho tài xế đi đường làm sao được? Bây giờ tất cả tài xế đều sử dụng bản scan thì làm sao tôi xác định được bản nào là thật, bản nào là bản giả? Nếu mà công ty ngay gần chốt thì cho người của công ty mang bản gốc vào đây cho tôi để tôi đối chiếu. Sau thời gian chờ đợi, vẫn không có người đem bản gốc chứng nhận kết quả xét nghiệm, tài xế buộc phải thực hiện xét nghiệm sàng lọc COVID tại chỗ, sau đó được lưu thông. Một diễn biến có liên quan là qua chốt kiểm tra y tế số 2 trên quốc lộ 51 trong sáng nay 8 tháng 7, qua xét nghiệm nhanh người trên xe ô tô cá nhân, lực lượng chức năng đã phát hiện 3 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Các trường hợp này ngay sau đó đã được đưa về CDC Bà Rịa để làm xét nghiệm PCR. Từ hôm 7 tháng 7, theo chỉ đạo trực tiếp của Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu, các tổ kiểm tra y tế trên quốc lộ 51 được tăng cường về quân số nhằm siết chặt việc quản lý người và phương tiện đổ về Bà Rịa Vũng Tàu, nhất là từ thành phố Hồ Chí Minh đổ về. Khi có thông tin thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 của chính phủ từ 0 giờ ngày 9 tháng 7. Tuy nhiên, qua ghi nhận của lực lượng chức năng, đến nay lượng phương tiện từ thành phố Hồ Chí Minh qua chốt vẫn không tăng bao nhiêu. Thưa quý vị, chiều nay 8 tháng 7, Bộ Y tế đã họp trực tuyến với 5 tỉnh Đông Nam Bộ gồm Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh nhằm rà soát thảo luận về công tác phòng chống dịch COVID-19. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Văn Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp trực tuyến với Bộ Y tế, 5 tỉnh Đông Nam Bộ là Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh đã báo cáo về diễn biến dịch COVID-19 và những khó khăn vướng mắc trong công tác phòng chống dịch. Theo báo cáo của đại diện Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, toàn tỉnh đã chuẩn bị 20 khu cách ly với sức chứa gần 5.000 người. Thiết bị xét nghiệm RT-PCR của tỉnh có 7 hệ thống, công suất thực hiện tối đa 2.450 mẫu đơn một ngày hoặc xét nghiệm được 24.500 mẫu gộp một ngày, tương đương xét nghiệm cho dân số một xã phường thị trấn. Năng lực lấy mẫu của đội ngũ ngành y tế là 72.000 mẫu một ngày. Trong trường hợp cấp bách, có thể nâng khả năng lấy mẫu lên 108.000 mẫu một ngày. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu kiến nghị chính phủ sớm cho phép Bà Rịa Vũng Tàu mua vaccine để tiêm cho toàn dân. Có cơ chế chung trong mua sắm vật tư y tế, tiêu hao nhằm phục vụ kịp thời cho công tác phòng chống dịch tại địa phương. Đồng thời có quy định cụ thể về thời hạn đối với giấy xét nghiệm âm tính thống nhất chung cho các địa phương thực hiện. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Văn Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 nhấn mạnh, từ 0 giờ ngày 9 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách theo chỉ thị số 16 của chính phủ, nên các tỉnh xung quanh vùng thành phố Hồ Chí Minh cần tranh thủ thời gian giãn cách này để tập trung toàn lực dập dịch tại địa phương. Các tỉnh thiết lập khoa hồi sức riêng biệt với quy mô 20 đến 30 giường tại khoa truyền nhiễm bệnh viện tuyến tỉnh, thiết lập bệnh viện dã chiến để làm cơ sở thu dung điều trị ban đầu cho bệnh nhân mắc COVID-19, tăng cường thực hiện phương châm 4 tại chỗ. Bộ Y tế cũng sẽ tăng cường điều động nhân lực để hỗ trợ các tỉnh trong công tác truy vết, xét nghiệm kịp thời. Chuyển sang những ghi nhận về diễn biến dịch COVID-19 tại Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, đến thời điểm này, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có 6 trên 8 huyện, thị xã, thành phố có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.
Tại thị xã Phú Mỹ, thêm một ca dương tính COVID-19 được ghi nhận, ngụ tại xã Tân Hải vào khuya hôm qua 7 tháng 7. Trước đó, trường hợp này được phát hiện hai lần dương tính nhờ phương pháp kiểm tra nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 tại chốt kiểm tra y tế trên quốc lộ 51. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ đã phong tỏa tạm thời khu vực tổ dân cư số 10, thôn Phước Hải, xã Tân Hải, nơi bệnh nhân sinh sống và tiến hành truy vết được 15 F1, 35 F2. Các trường hợp này đã thực hiện xét nghiệm PCR và đang chờ kết quả. Như vậy, tính đến thời điểm này, thị xã Phú Mỹ có 2 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Song song với hoạt động truy vết khoanh vùng, thị xã Phú Mỹ đang triển khai xét nghiệm sàng lọc nhanh nhằm kiểm soát chặt các nguồn lây nhiễm. Để đảm bảo an toàn trong xét nghiệm sàng lọc nhanh COVID-19, tránh lây nhiễm chéo, Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ đã phân luồng riêng biệt các khu vực. Người đến xét nghiệm được sàng lọc trước rồi mới đến khu vực khai báo y tế và cuối cùng là vào khu vực xét nghiệm. Tại khu vực xét nghiệm cũng được bố trí 3 bàn lấy mẫu, người xét nghiệm được bố trí ngồi giãn cách. Trong trường hợp người có yếu tố dịch tễ được bố trí ngồi tại một khu vực riêng có nhân viên y tế tới lấy mẫu để tránh di chuyển sang các khu vực khác. Đặc trưng đơn vị là có một cái khoảng không gian ở giữa này thuận tiện là nó tách biệt hai cái khu khám bệnh và khu nội trú, không có liên quan gì. Nếu có xảy ra cái ca mà dương tính thì cũng đã được phân luồng kỹ. Trung tâm y tế thị xã Phú Mỹ bố trí 8 nhân viên y tế, ban chỉ huy quân sự thị xã Phú Mỹ bố trí 10 dân quân, công an thị xã Phú Mỹ bố trí 2 cán bộ để hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự trong suốt quá trình xét nghiệm. Sau 2 ngày triển khai công tác xét nghiệm sàng lọc nhanh COVID-19 cho người dân có nhu cầu, thị xã Phú Mỹ đã thực hiện gần 600 lượt, theo đúng giá niêm yết là 238.000 đồng một lần kiểm tra. Không, cái này thì không, vì tôi thấy tất cả những người dân đi xét nghiệm đều có ý thức là ngồi rất là trật tự và coi như theo chỉ dẫn của các lực lượng chức năng ở đây. Em thấy hợp như là hợp lý rồi, lại cũng bố trí máy che nắng như thế này cho mọi người đỡ phải cực hơn rồi. Cách ngồi như thế này là khoảng cách an toàn rồi. Mình nghĩ là tất cả mọi người nên tuân thủ để cho hạn chế dịch, chứ mà đừng có chen lấn. Em chỉ là nghi ngờ mình bị thôi, chứ không có đi đâu hết trơn á. Đối với các chốt kiểm tra y tế trên quốc lộ 51 thuộc địa phận Phú Mỹ, công tác xét nghiệm nhanh và kiểm tra kết quả xét nghiệm trước khi vào tỉnh cũng được siết chặt. Đến nay đã có 3 trường hợp thông qua kiểm tra xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 được phát hiện nhiễm COVID-19, hạn chế nguồn lây nhiễm ra cộng đồng. Hôm qua có 2 ca test nhanh và dương, cuối cùng là PCR đều là dương tính cả. Đây là đánh giá một cái vấn đề là cái hiệu quả của vấn đề mà thử test nhanh tại các chốt. Nếu không thì những cái ca này mà cứ chờ đến khi phát hiện có triệu chứng thì trong cộng đồng thì cả một cái thời gian và lây rất là nhiều. Do đó đánh giá đây là một cái hiệu quả thì đơn vị khi có ca test nhanh dương tính báo quả là đơn vị sẽ cử người lên cho xe lên tận chốt đón cái người có kết quả test nhanh về vùng cách ly, khu cách ly điều trị của đơn vị. Đồng thời truy vết tất cả những người có tiếp xúc gần trong cái thời gian đó. Đến chiều nay 8 tháng 7, thành phố Vũng Tàu tiếp tục ghi nhận 2 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, ngụ tại phường Thắng Tam và tại phường Trạch Dừa. Để truy vết dập dịch tại địa phương, việc lấy mẫu xét nghiệm cho những người liên quan được triển khai tích cực nhưng cũng gặp nhiều khó khăn. Sáng nay 8 tháng 7, ngay khi ghi nhận ca nhiễm COVID-19 ngụ tại địa phương, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu đã tạm dừng hoạt động chợ Rạch Dừa vì bệnh nhân này là tiểu thương trong chợ, đồng thời phong tỏa 668 hộ dân hẻm 484 và 492 đường 30 tháng 4, nơi bệnh nhân sinh sống. Bên cạnh việc truy vết, phong tỏa các điểm liên quan, Ban chỉ đạo phòng chống dịch phường Rạch Dừa cũng phối hợp với ngành y tế thành phố tổ chức lấy 988 mẫu xét nghiệm COVID-19. Trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên là nơi tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 300 tiểu thương chợ Rạch Dừa. Được sự hỗ trợ của quân đội cùng khuôn viên rộng rãi của nhà trường, nên việc lấy mẫu ở đây đảm bảo đúng quy định về giãn cách. Đây thì xét nghiệm này thì em thấy yên tâm và cũng hy vọng là không bị sao và sẽ ở nhà sẽ tuân thủ phòng chống dịch phường xã này ra. Trung tâm y tế phường Rạch Dừa nằm trong hẻm 484 đường 30 tháng 4 là nơi lấy mẫu xét nghiệm cho các hộ dân khu vực bị phong tỏa. Theo ghi nhận, ngoài 2 nhân viên y tế mặc bảo hộ thực hiện lấy mẫu thì không có thêm sự hỗ trợ của lực lượng nào nên chưa đảm bảo được quy định giãn cách. Thậm chí tại khu vực xét nghiệm còn có sự hiện diện của cả trường hợp F2 đang thực hiện cách ly tại nhà. F2 mà ra đây thì không giữ khoảng cách như thế này lây nhiễm chéo thì sao?
Có F2 thì em đã thông báo là ngồi riêng bên này rồi. Nói chung là tâm lý người dân ai cũng lo lắng hết. Khi mà đến đây đông người, trong lúc đó người có, người không. Nên là chúng em cũng rất là lo. Khuyên mọi người là cứ vậy tự giác. Thực tế cho thấy cả hai ca nhiễm COVID ở Vũng Tàu đều được phát hiện khi đi lấy mẫu xét nghiệm tại các cơ sở y tế. Do đó, các điểm lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 nếu không siết chặt công tác phòng dịch, rất có thể sẽ là nguồn lây lan dịch bệnh. Liên quan đến hai ca nhiễm COVID-19 tại thành phố Vũng Tàu, đến chiều nay 8 tháng 7, ngành chức năng thành phố Vũng Tàu đã truy vết được 74 F1 đưa đi cách ly tập trung, 111 F2 cách ly tại nhà, 84 F3 theo dõi tại nhà. Tiếp tục cập nhật diễn biến dịch COVID-19 tại các huyện Châu Đức, Xuyên Mộc và thành phố Bà Rịa. Hôm nay, 8 tháng 7, huyện Châu Đức không ghi nhận thêm trường hợp nhiễm COVID-19. Tổng số ca nhiễm COVID-19 của huyện vẫn là 6. Trong hôm nay, 8 tháng 7, Trung tâm Y tế huyện Châu Đức tiến hành lấy mẫu xét nghiệm lần 2 đối với 94 trường hợp F1 đang cách ly tập trung tại trường tiểu học Trần Phú, xã Suối Rau và lần 3 đối với 17 trường hợp đang cách ly tập trung tại trường tiểu học Sông Cầu, xã Nghĩa Thành. Tính đến 16 giờ chiều 8 tháng 7, toàn huyện Châu Đức có 111 F1, 933 F2 và 2.379 F3 liên quan đến 6 ca nhiễm COVID-19, liên quan đến chùm bệnh tại Bệnh viện Bà Rịa và ổ dịch tại xã Sơn Bình. Đến ngày 8 tháng 7, ngành y tế thành phố Bà Rịa đã truy vết 89 trường hợp F1 liên quan đến 3 ca nhiễm COVID-19 tại Bệnh viện Bà Rịa, chợ Bà Rịa và phường Phước Hiệp. Trong đó, chuyển cách ly tập trung 84 F1 và đã có kết quả xét nghiệm PCR âm tính lần 1, cách ly tại nhà 592 F2, theo dõi sức khỏe 857 F3. Thành phố Bà Rịa hiện có 2 khu vực bị phong tỏa, gồm các hộ xung quanh chợ Bà Rịa với 19 hộ và 41 nhân khẩu. Tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Phước Hiệp có 20 hộ và 74 nhân khẩu. Trung tâm Y tế thành phố cũng đẩy nhanh việc lấy mẫu xét nghiệm tầm soát virus SARS-CoV-2 cho 2.877 người. Liên tục phát hiện các ca mắc liên quan đến tiểu thương đi lấy hàng ở các chợ đầu mối tại thành phố Hồ Chí Minh. 12 giờ trưa nay 8 tháng 7, Ủy ban Nhân dân các xã phường thuộc thành phố Bà Rịa đã quyết định đóng cửa các chợ trên địa bàn quản lý. Và để cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân, ban quản lý chợ các xã phường đang bàn thảo phương án dẫn cho một số tiểu thương thịt cá, rau củ vào chợ buôn bán nhưng phải đảm bảo các quy định phòng dịch. Trong chiều nay 8 tháng 7, ban quản lý chợ các xã phường tiến hành rà soát số lượng tiểu thương kinh doanh thịt cá, rau củ. Nếu tiểu thương đảm bảo yêu cầu về sức khỏe, có giấy xác nhận của ngành y tế âm tính với SARS-CoV-2, sản phẩm cung ứng có nguồn gốc rõ ràng và đặc biệt ưu tiên là người địa phương, ban quản lý chợ sẽ xem xét cho vào chợ mua bán để phục vụ nhu cầu thiết yếu cho người dân địa phương. Trước mắt sẽ xem xét giải quyết cho khoảng 30 tiểu thương, trong đó có 10 hàng thịt, 10 hàng cá và 10 hàng rau củ kinh doanh trong chợ. Đối với người đi chợ, ngoài việc bắt buộc thực hiện biện pháp 5K khi vào chợ, ban quản lý chợ cũng sẽ có phương án phân luồng, hạn chế dưới 20 người vào cùng một lúc để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Tùy vào tình hình thực tế và khi đã xây dựng được các phương án kiểm soát hoạt động giao thương trong chợ, ban quản lý chợ các xã phường sẽ báo cáo với Ủy ban Nhân dân cung cấp và Ủy ban Nhân dân thành phố Bà Rịa quyết định mở cửa chợ nhưng trong điều kiện hạn chế. Đêm 7 tháng 7, một trường hợp trú ở tổ 17 ấp Lò Vôi, xã Phước Hưng, huyện Long Điền là tiểu thương chợ Long Hải đi từ chợ Cần Giuộc, tỉnh Long An về qua chốt kiểm tra y tế quốc lộ 51 thì được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh xã Phước Hưng, huyện Long Điền đã nhanh chóng khoanh vùng, lập 3 chốt phong tỏa 14 hộ và 40 khẩu tại tổ 17 ấp Lò Vôi, xã Phước Hưng, đồng thời phun khử khuẩn toàn bộ khu vực này. Trung tâm Y tế huyện Long Điền cũng tạm ngưng hoạt động từ ngày 8 tháng 7 và phun khử khuẩn vì sáng ngày 7 tháng 7, bệnh nhân này có đến khoa khám bệnh của Trung tâm Y tế huyện khám bệnh. 124 cán bộ nhân viên trung tâm được xét nghiệm nhanh và cho kết quả âm tính và đang tiếp tục được xét nghiệm PCR. Đến 12 giờ 30 phút ngày 8 tháng 7, Trung tâm Y tế huyện Long Điền, xã Phước Hưng cũng truy vết được 14 F1 đưa cách ly tập trung. Còn lại chồng, hai con và tài xế của bệnh nhân đưa cách ly tập trung tại doanh trại Trung đoàn Minh Đạm. 66 trường hợp F2 đang cách ly y tế tại nhà. Như vậy, đến nay huyện Long Điền đã ghi nhận 9 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Tại huyện Xuyên Mộc, đến trưa nay 8 tháng 7 đã ghi nhận thêm một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong khu cách ly tập trung, nâng số ca dương tính tại huyện này lên 4. Đây là con của ca bệnh được phát hiện ở Bệnh viện Suối Tre, tỉnh Đồng Nai vào tối 2 tháng 7. Liên quan đến ca nhiễm mới này, huyện Xuyên Mộc
đã truy vết và xác định được 2 F1, 12 F2 và đã lấy mẫu xét nghiệm PCR cho tất cả F1 và F2, đồng thời khoanh vùng khử khuẩn những nơi bệnh nhân đến như là công viên bờ hồ, quầy thuốc Phúc Khang. Huyện cũng đang thành lập 4 chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19 tại cửa ngõ ra vào huyện trên địa bàn các xã Phước Thuận, Hòa Bình, Phước Tân và thị trấn Phước Bửu để tạm dừng các phương tiện vận tải hành khách đường bộ từ Bà Rịa Vũng Tàu đi đến vùng dịch kể từ 12 giờ trưa 8 tháng 7 cho đến khi có thông báo mới. Phần cuối thông tin thời sự trong tỉnh và trong nước là cập nhật chung về tình hình ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, hôm nay 8 tháng 7, Bà Rịa Vũng Tàu ghi nhận 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 vào rạng sáng, nâng tổng số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng lên 23 ca. Trong số 23 trường hợp mắc COVID-19, có 9 trường hợp tại huyện Long Điền, 3 trường hợp tại huyện Xuyên Mộc, 6 trường hợp tại huyện Châu Đức, 2 trường hợp tại thị xã Phú Mỹ, 1 trường hợp tại thành phố Bà Rịa, 2 trường hợp tại thành phố Vũng Tàu. Hiện các trường hợp này đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền và chưa ghi nhận ca bệnh nào có diễn biến trở nặng. Như vậy, đến 17 giờ chiều nay 8 tháng 7, toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có 6 trên 8 huyện, thị, thành phố ghi nhận có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Từ 23 ca COVID-19 trong cộng đồng đến 17 giờ ngày 8 tháng 7, các lực lượng chức năng và địa phương đã điều tra truy vết 753 trường hợp F1, 3.389 trường hợp F2. Bắt đầu từ 0 giờ ngày 9 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh chính thức áp dụng chỉ thị 16 của chính phủ, thực hiện giãn cách toàn thành phố. Hiện các chốt kiểm tra y tế tại cửa ngõ ra vào Bà Rịa Vũng Tàu đang tăng cường siết chặt hơn nữa người vào tỉnh. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu người dân từ ngoài tỉnh trở về địa phương cần khai báo y tế trung thực và thực hiện đúng quy định phòng chống dịch bệnh. Tiếp nối thông tin thời sự tối là tin tức quốc tế với ghi nhận đầu tiên về sự nỗ lực ngăn chặn đại dịch COVID-19. Thưa quý vị, trong khi đại dịch COVID-19 đang được kiểm soát khá tốt ở những quốc gia có tốc độ tiêm vaccine nhanh, thì sự xuất hiện của các biến thể SARS-CoV-2 đã và đang đe dọa đến những nỗ lực của toàn cầu. Bộ Y tế Lào vừa thông báo trong 24 giờ qua đã có thêm 44 ca mắc mới, trong đó 42 ca là người lao động trở về từ Thái Lan. Việc liên tục ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 trở về nước từ Thái Lan khiến giới chức Lào quan ngại về nguy cơ biến thể Delta có thể xâm nhập thông qua tình trạng nhập cảnh bất hợp pháp. Thái Lan cũng ghi nhận hơn 6.500 ca mắc mới, qua đó nâng tổng số ca mắc tại nước này kể từ đầu dịch lên hơn 300.000. Đáng chú ý, khoảng 90% trong số này đến từ làn sóng dịch bùng phát từ đầu tháng 4 đến nay. Trong khi đó, Australia cũng quyết định gia hạn lệnh phong tỏa tại thành phố Sydney tới ngày 16 tháng 7, nhằm ngăn chặn làn sóng lây nhiễm mới liên quan tới biến thể Delta. Trong 24 giờ qua, bang New South Wales, bang đông nhất tại Australia, đã ghi nhận gần 30 ca lây nhiễm trong cộng đồng, song phần lớn đều là những trường hợp đã được khoanh vùng cách ly. Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa kêu gọi các quốc gia đặc biệt cảnh giác khi nới lỏng các biện pháp hạn chế để mở cửa trở lại, tránh đánh mất những thành quả chống dịch đã đạt được trong thời gian qua. Giám đốc chương trình y tế khẩn cấp thuộc Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, các quốc gia có tỷ lệ tiêm phòng COVID-19 thấp mà nới lỏng quá nhanh sẽ tạo ra một hỗn hợp độc hại, tạo điều kiện cho virus lây lan. Đây là lúc cần đặc biệt cảnh giác. Tuy nhiên, các nước cũng phải tự đưa ra quyết định về những điều cần cảnh giác và về việc dỡ bỏ các biện pháp hạn chế sao cho phù hợp tình hình dịch bệnh. Chính phủ Đức vừa quyết định chuyển giao miễn phí toàn bộ các lô vaccine AstraZeneca nước này còn dư cho các nước thứ ba trong tháng 8 tới. Thông tin này vừa được chính phủ Đức công bố. Cụ thể, từ tháng 8 cho tới cuối năm nay, chính phủ Đức dự kiến chuyển ít nhất 500.000 liều vaccine AstraZeneca mà nước này được nhận cho cơ chế COVAX nhằm đảm bảo cung cấp cho các nước nghèo nhất. Khoảng 80% vaccine sẽ được phân phối qua cơ chế COVAX và 20% còn lại sẽ được Đức trao song phương cho khu vực Tây Balkan, các nước đối tác phương Đông của Liên minh châu EU và Namibia. Chuyển sang ghi nhận về tình hình an ninh trật tự khu vực Trung Đông. Thưa quý vị, rạng sáng nay, hai quả rocket đã rơi trúng khu vực gần Đại sứ quán Mỹ bên trong vùng xanh ở thủ đô Baghdad của Iraq. Vụ việc xảy ra chỉ sau một ngày khi căn cứ quân sự Mỹ tại quốc gia này bị tấn công.
Quân đội Iraq cho biết các quả rocket không trúng vào đại sứ quán Mỹ, nhưng rơi vào những khu vực gần đó trong vùng xanh, nơi đặt trụ sở đại sứ quán của một số nước phương Tây và được bảo vệ nghiêm ngặt. Trong khi đó, một nguồn tin an ninh cho biết hệ thống chống rocket của đại sứ quán đã làm chệch hướng được một trong số những quả rocket nhằm vào trụ sở này. Một quả rocket khác đã rơi gần vùng xanh. Một ngày trước đó, giới chức Mỹ và Iraq cho biết các cơ quan ngoại giao và quân sự của Mỹ tại Iraq và Syria đã hứng chịu 3 vụ tấn công bằng rocket và máy bay không người lái trong 24 giờ. Trong đó ít nhất 14 quả rocket trúng vào căn cứ không quân Ain al-Assad, nơi có binh sĩ Mỹ đồn trú ở phía tây Iraq, khiến 2 quân nhân Mỹ bị thương nhẹ. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 8 tháng 7. Hôm nay, rãnh áp thấp có hướng Tây Bắc, Đông Nam có xu hướng dịch dần xuống phía Nam, kết hợp với trường gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh trở lại. Nên trong đêm nay và ngày mai, khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, mưa vẫn còn xảy ra trên diện rộng, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 20 đến 70mm, có nơi trên 70mm. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc sét, gió giật mạnh. Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, đợt mưa diện rộng này có khả năng kéo dài đến hết ngày 10 tháng 7. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh cảnh báo do mưa lớn nên ở khu vực trũng thấp và đô thị có khả năng xảy ra ngập úng cục bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Khu vực thành phố Vũng Tàu nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông nhiều nơi. Có nơi mưa nhiều đến mưa to, ngày nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối 84 đến 89%. Khu vực huyện Côn Đảo nhiều mây, đêm có mưa, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối 84 đến 89%. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Trên biển, gió Tây Nam cấp 5, cấp 7, cấp 8 biển động. Tại Vũng Tàu ngày 9 tháng 7 năm 2021, mực nước cao nhất 335 cm xuất hiện lúc 2 giờ 45 phút, thấp nhất 40 cm xuất hiện lúc 19 giờ 45 phút. Thông tin dự báo thời tiết đã khép lại chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tiếp sau đây là chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.